Hi, tất cả các bạn quay lại với kênh của mình là Di đây. Thì các bạn mà nếu mới biết đến kênh của mình, cho mình một like, cho mình bấm đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Thì dạo này mình ít quay mấy clip về làm tá lắm, thì mình chủ yếu quay vlog rồi ẩm thực này kia rồi câu cá nữa. Thì hôm nay thì mình sẽ quay một cái clip về ná, tại vì có rất nhiều bạn hỏi mình về mấy cái ná. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái clip về làm ná nha các bạn. Thì mình có quay hướng dẫn các bạn cụ thể mấy cái clip trên kênh mình đó, thì bạn có thể vào kênh của mình rồi quay lại mấy cái clip cỡ 2-3 năm trước đó các bạn xem, thì bạn sẽ biết. Tại vì có nhiều bạn nói mình chỉ mà toàn là tua không, thì mấy bạn cứ coi lại đi rồi mấy bạn sẽ biết cách làm thôi. Còn bây giờ mình sẽ chỉ các bạn làm một cây từ A đến Z luôn nha. Đây các bạn, thì để có một cây ná thì đầu tiên các bạn phải có một cái phôi ná nha. Phôi ná là những cái chạc trên cây á, thì mình thì chơi toàn là chạc ná tự nhiên thôi, cho nên mình sẽ đi kiếm những cái chạc ở trên mấy cái nhánh cây á, nó có cái chạng hai vậy nè đó. Thì các bạn sẽ chặt cái đó về rồi cây bự cây nhỏ không thành vấn đề nha các bạn. Thì nó nhỏ thì mình sẽ gọt bên cây bự cho nhỏ lại cho nó đều thôi, thì chủ yếu là mình làm mình gọt cho hai bên nó đều thôi, rồi uốn éo này kia nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm một cây chạc nha các bạn. Đây thì những cá bể màu mình nuôi nè, thì đó mình cũng quay cái clip nè, cũng có nhiều bạn hỏi mình nuôi cá ở đâu này kia đâu, thì mình mua trên mạng nha, với lại gần nhà mình cũng có mấy anh bán mà đó. Thì đây là hồ full gold nè, mà cái hồ này bữa mình đếm là nó tới gần 200 con luôn đây nè, tính cá con cá bự luôn á, mà đếm không hết đâu nha, chỉ mình đếm phỏng phỏng thôi đó. Đây là hồ Bimbo, đây cũng có full gold nữa. Đây là hồ full gold này là nhiều nè bạn, hồ full gold này tới 600-700 con lận, mà mình vớt ra bớt nè, mình chia ra đó cũng full gold luôn. Đây là mình sẽ lấy cái cây này mình đi kiếm cái nhà có rồi mình sẽ giật luôn, cao thấp gì mình cũng giật luôn. Ở đây có bộ lòng mứt nè, không biết có không, ví dụ ngó thử hình như có cây vậy nha, không biết thấy không à. Cây này nè, để mình giật nó à. Té nha, vừa đi ra một khúc là có một cây liền nha, khá là đẹp luôn nha, vừa tay luôn, cây lồng mứt nha nha, cây này thì nó chắc lắm. Cả nhà, đây mình phát hiện một cây như này nè, cây này muốn nuôi lớn là ngon lắm đó nha, mà còn nhỏ á, nuôi bằng ngón tay này thì nó ngon lắm á, chơi đã luôn, để nó dưỡng đi. Đây cả nhà, thì sau khi cái ná mình tìm về thì mà các bạn có thể dùng dao và chặt mấy cái nhánh phụ, mấy nhánh nhỏ này bỏ đi cũng được. Mình thì mình có cái kéo cắt này thì mình sẽ cắt đi nha, thì làm cho nó gọn lại. Cái cây giữa này là bắt buộc là phải cắt bỏ rồi. Thôi sơ sơ vậy nha. Rồi tiếp tục mình sẽ tìm kẽm, mình sẽ uống nha cả nhà, uống lại, tìm kẽm mình sẽ uống lại rồi có lửa nữa nha, mình sẽ bỏ vô lửa mình uống nha cả nhà. Đó, thì đây là cây này là khá ok rồi, nó khá là đều nha, uống lại cũng rất là dễ chơi. Ok, nếu là các bạn nào mà có bếp ga thì có thể dùng bếp ga, rồi có cái bình khò cũng được nha cả nhà, bình khò cho nó nóng lên rồi mình uống cho nó dễ nha, cây tươi uống rất là dễ nha cả nhà. Ở nhà thì sau khi mình cắt tỉa gọn gàng thì tới bước này mình sẽ cột dây cố định nó để một phút là mình uống như vậy nha cả nhà. Mình có thể dùng dây kẽm hoặc dây nhôm hoặc dây đồng nha. Tất cả các loại dây nào mà khi bạn hơ lửa nó không cháy là được nha. Tại vì cái cách của mình làm là phải hơ lửa nha. Đó, hơ lửa để mình uống nha. Đó, cố định rồi. Đó, thì bây giờ mình có thể uống éo tùy sở thích của mình. Mình đốt sẵn đống lửa rồi đây nha. Thì bây giờ mình sẽ đem cây ná mình để mình uống nha. Thank you.
cả nhà. Nấm ung nó giờ nó hết trái nổi thì mình sẽ dùng đầu khò mình hơ luôn cả nhà. Đầu khò thì các bạn cứ hơ vừa vừa thôi nha, đầu khò nó dễ cháy lắm. Nghe nha. Thì cứ như vậy này cả nhà thì mình có thể gọi là phơi được rồi cả nhà. Phơi cho nó khô cho nó rút lại được rồi á. Còn ở nhà là mình nếu mà nó có đống ung này nó mà nó còn than á thì cái nhà cứ để lên hông đi, hông cho nó khô nó rút cái ná của mình lại. Đó là mình sẽ gọi là chế tác được nhanh hơn. Còn đa số thì mình sẽ phơi. Nhưng mà ở nhà nhìn nè. Phơi bầu trời kìa. Chuyển mưa tới nữa rồi. Thì mùa mưa thì phơi thì rất là lâu nha cả nhà. Mùa mưa phơi rất là lâu bình thường á. Nếu mà mùa nắng á thì cái nhà phơi tầm cái cây này tầm một tuần lễ nè là nó sẽ khô nó rút hết. Là giờ cả nhà có tháo cũng kẽm này ra nó cũng không có bung ra nữa đó. Còn mùa mưa thì cả nhà phơi rất là lâu, có khi cả tháng luôn nó chưa khô hết đó. Nó tại vì nó vừa khô với sơ sơ hở bạn quên thôi là sẽ gì dính nước. Nó là mùa nắng thì như vậy lắm, mùa mưa thì rất là cực nha. Còn nếu mà bạn xiên thì cứ lấy ra lấy vô, thường xiên vậy thì sẽ nhanh chơi hơn nha. Còn này thì mình sẽ đi phơi. Này cả nhà thì cái ná mình phơi cũng đã được từng lấy rồi cả nhà. Thì nó đã khô rồi. Thì mình sẽ bắt đầu mình gỡ cái kẽm ra nha. Gỡ kẽm ra. Gỡ ra nó không bung, nó khô queo luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành dùng cưa, mình sẽ cưa ra nha cả nhà. Thì các bạn mà có theo dõi mấy clip của mình ấy thì mình cũng biết rồi, các bạn bắn cái chạc cỡ chạc bao nhiêu dài ngắn thì các bạn sẽ cưa theo cái kích thước của các bạn bắn nha, chứ không phải là làm giống mình nha. Có nhiều bạn nói chỉ mà toàn là xả này kia rồi thôi là không phải nha, mình là bắn theo cái kích thước của mình cho nên mình sẽ cưa theo kích thước của mình. Còn mấy bạn mà bắn theo kích thước của mấy bạn thì bạn cứ cưa theo kích thước mấy bạn chơi nha. Nó mình bắn cỡ chạc bao nhiêu mình cưa y vậy nha cả nhà. Thì cái phần cưa này thì mỗi bạn sẽ làm mỗi khác nhau cho nên mình sẽ không quay cái phần cưa nha. Tại vì mới bắn cái chạc bao nhiêu thì nó không có giống với mình. Mình thì bắn chạc 7, chạc 7 thì mình sẽ cưa theo đúng cái chạc 7. Nó thì đo từ bên đây qua bên đây đủ 7cm thì mình cưa. Bạn bắn chạc 8 thì cưa 8. Nó thì cứ uống ra uống vô vậy đó. Cho nên cái phần này thì không quay nha. Thì cái nhà thì sau khi mình cắt á và vừa cái tầm của mình rồi thì bắt đầu mình lọc vỏ ra nha. Mình sẽ lọc cái vỏ cái này ra nha. Cho nên nó khô dễ lọc lắm nha. Nắm tuốt là nó ra, thấy không? Nó khô rồi rất là dễ lọc. Có điều là nó hơi dơ tay tí xíu thôi. Nó hơi dơ tí xíu thôi nhưng mà nó rất là dễ lọc. Nó khô rồi lọc dễ không? Gọt cái này ra nha. Cái nhà có thể dùng dao rọc giấy rồi cái nhà gọt cái đầu này cho nó mất cái đầu này đi. Cái nhà đừng có thấy cái chạc mà nó ẩn như thế này cái nào nó bắn không được hay không nha. Cái phần quan trọng nhất là cái phần từ trên đây nè. Phần này đổ lên này cả nhà. Phần này nó đều là bắn sẽ ngay nha. Còn cái phần dưới này nó không có ấy đâu. Chủ yếu là cầm nắm thôi. Cái phần trên đây đổ lên nó đều là bắn sẽ ngay nha. Chủ yếu là phần từ ngay cái tay ngón tay mình đổ lên là sẽ ngay nha. Sau khi mình gọt cái cây giữa với mình gọt cái bên cho nó đều lại thì cả nhà thấy là quá ok không? Cầm nắm bắn khá là đẹp, khá là ok luôn rồi cả nhà. Thì bây giờ tới phần chạc này, cả nhà thấy bên đây nè. Phần này nó bự hơn bên đây không? Thì mình sẽ dùng dao mình gọt bên đây cho nó nhỏ lại nha cả nhà. Cứ gọt từ từ gọt nhỏ lại từ từ nha.
tiền hấp thấp quá, nó phạm cái là nó không đều. Cứ cái nhà gọt 2-3 dao rồi cứ nghĩa là em cái đi, chịu khó vậy nó sẽ đều cái ná của mình hơn. Thì tất cả các cái ná thì cái nhà cứ làm y như mình, y như clip mình chỉ là nó sẽ bao tròn bao đẹp luôn. Còn bắn thì tùy vào khả năng của mỗi người, tập luyện nhiều thì sẽ bắn lên tay thôi. Dòng cái ná này nè, để mình làm cái rãnh để mình buộc thun đó nha. Để làm cái rãnh buộc thun cho thun nó khỏi bị chạy. Sau khi có hai cái rãnh này thì cái nhà dùng dao của nhà gột xéo xuống rãnh cho mình nha. Cứ gột từ từ giáp dòng để làm một cái khoảng này nha, rồi mình sẽ cột thun vào thì nó sẽ không bị chạy, thun mình sẽ không bị ruột ra. Cái nhà cứ gột giáp dòng hết hai bên là nó sẽ ok nha. Mình chỉ mình xả không thì xả cũng đúng, tại vì phần gọt này là các bạn nhìn các bạn cũng có thể gọt được rồi, gọt y như mình cứ dùng dao gọt giáp dòng đó là được một cái rãnh. Cái này thấy sắp xong cái rãnh rồi nha. Vậy là mình có một cái rãnh này nè, rãnh cột thun rất là đơn giản luôn. Còn nó cái nhà rãnh này cứ gọt ngược xuống như vậy nè, nó gọt ngược xuống cái nữa thì cái rãnh mình nó sẽ đẹp hơn. Gọt xong cái nhà cứ lấy nhám chà lại cho mình bao đẹp. Chưa quen đó nghe không, có cái rãnh cột thun vào đây nó sẽ không bị giục ra, rồi lấy giấy nhám chà lại là xong nha. Sau khi mình gột đầu xong rồi dùng giấy nhám mình đánh lại nha cả nhà. Đây là nhớt nha cả nhà. Cứ dùng giấy nhám mình cái nhà chà chà đến khi nào mà thấy nó liền nó láng là ok thì cái ná mình nó đã hoàn thành rồi, chỉ cần việc cột thun như là bắn thôi đó. Thấy không? Thì quan trọng là cái phần chạc nè, phần chạc này nó ngay là mình sẽ bắn ngay nha, còn cái phần này nó chỉ là cái tay cầm thôi đó, tại vì mình bắn mình cũng cầm lúc ở trên rồi chứ không khi nào mình cầm dưới đây mình bắn hết á. Cầm vậy nè. Đó, chủ yếu là cái phần chạc này nó ngay là mình sẽ bắn ngay nha. Bởi vì cái nhà thấy có nhiều cây của mình cái chạc này nó cái phần tay cầm này nó xéo xẹo, nhưng mà quan trọng là cái phần chạc thì nó sẽ ngay nha, nó ngay là mình bắn sẽ ngay nha cái nhà. Thì khi nào mình nó xong rồi nha,
chỉ cần cột thun nhưng là em đi bắn chim mà được à. Nếu mà muốn bảo quản cho kỹ thì lấy nhớt trát lên, trát nhớt lên nữa là ok luôn, quá là ngon luôn á. Đây, cái nhà thì cái ná của mình đã hoàn thiện rồi, thì bây giờ cái nhà mà cứ làm như vậy cột thun vô là bắn thôi. Thì cái clip làm ná của mình thì đa số các bạn theo dõi kênh của mình đó, thì sẽ biết mình làm như thế nào, cách làm ra làm sao rồi đầy đủ hết, rồi dụng cụ này kia rồi mình đã có đăng hết. Thì cái nhà cứ xem lại tất cả các clip cũ mình vài năm trước đó, thì cái nhà sẽ thấy à, bây giờ mình ít làm ná lắm, tại vì mình muốn chuyển qua một chủ đề khác, tại vì làm ná thì nó cũng quanh qua quẩn lại chỉ có nhiêu đó thôi. Mình đã chỉ hết cho tất cả các bạn rồi, thì chủ yếu là kênh của mình là chia sẻ kinh nghiệm rồi cách làm ná rồi cách kiếm ná như thế nào vậy đó, thì mình cũng chia sẻ hết rồi, nên là mình muốn đổi chủ đề khác. Thì cái nhà mà nếu mà thích thì hãy tiếp tục theo dõi kênh của mình nha, để mình có thể ra nhiều clip hơn cho cả nhà xem. Thì còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Thì cái ná này đã làm xong rồi, chủ yếu là phần đây lên đi cả nhà. Các bạn cứ mà tìm một cây nào mà từ đây trở lên nó đều là đường nha, phần dưới không quan trọng đâu. Đấy, thì mình cũng kết thúc clip tại đây luôn, hẹn gặp lại cả nhà ở các clip tiếp theo nha. Bây giờ là chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye.